Sau cuộc di cư lịch sử năm 1954, khi hàng trăm nghìn người từ miền Bắc chọn con đường vào Nam, nhiều nghệ sĩ, trí thức cũng theo dòng chảy này để tiếp tục sự nghiệp sáng tạo của mình. Trong số đó, có những tên tuổi nổi bật đã góp phần định hình và phát triển nền nghệ thuật Việt Nam ở cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, không phải ai trong số họ cũng sống thọ để chứng kiến những biến đổi của thời cuộc. Bài viết này sẽ điểm qua top 3 nghệ sĩ Bắc 54 tài hoa đã mất trước năm 2000. Hãy cùng tôi nhớ lại những cái tên sau. 1. Đỗ Lễ. Nhạc sĩ Đỗ Lễ đã đi vào lòng người qua những bản tình ca buồn sâu lắng như Sang Ngang, Mắt Buồn và Ngày Tạm Biệt. Chính những nỗi đau, sự dây dứt trong âm nhạc đã phản chiếu một phần cuộc đời đầy sóng gió của ông. Qua đó, người ta cảm nhận được một tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm, luôn đau đáu với những nỗi buồn trần thế và dường như đã tiên tri cho số mệnh sau này của ông. Bên cạnh nền tảng học vấn vững chắc, nhạc sĩ Đỗ Lễ còn bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ rất sớm. Ông tự mày mò học nhạc từ năm 10 tuổi và bắt đầu những sáng tác đầu tiên khi mới 15. Tuy nhiên, phải đến khi trải qua những biến cố tình cảm với nữ ca sĩ Lệ Thanh, tài năng của ông mới thực sự tỏa sáng với bộ ba ca khúc Bất Hủ, Sang Ngang, Chia Ly và Tình Phụ. Lệ Thanh những năm 50 là một hiện tượng của làng nhạc Sài Gòn. Với vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo như sương mai và giọng hát ngọt ngào ấm áp, bà nhanh chóng trở thành thần tượng của bao chàng trai. Đỗ Lễ cũng là một trong số những người hâm mộ cuồng nhiệt của bà, đã bị vẻ đẹp ấy mê hoặc và âm thầm dành tình cảm cho người đẹp. Tình yêu của Đỗ Lễ dành cho Lệ Thanh là một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng. Trong khi người đẹp Sài Gòn luôn giữ khoảng cách với mọi người, thì Đỗ Lễ lại âm thầm dõi theo, ngưỡng mộ và trân trọng từng khoảnh khắc của bà. Tình cảm đơn phương ấy càng trở nên sâu đậm hơn khi Lệ Thanh quyết định rút lui khỏi ánh đèn sân khấu để theo đuổi một cuộc sống bình yên bên gia đình. Cú sốc khi Lệ Thanh kết hôn đã trở thành nguồn cảm hứng buồn bất tận cho Đỗ Lễ. Những nỗi đau, sự tiếc nuối và cả sự ngưỡng mộ dành cho người mình yêu đã được ông gửi gắm hết vào ca khúc Sang Ngang. Với những câu hát da diết đầy tâm trạng, Đỗ Lễ đã vẽ nên một bức tranh tình yêu đầy tiếc nuối, khiến bao trái tim đồng cảm. Sau năm 1975, người nhạc sĩ từng làm say đắm biết bao trái tim giờ đây lặng lẽ mở các lớp dạy thanh nhạc để mưu sinh. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, phong thái của ông vẫn giữ nguyên nét lịch lãm, tự tin của một nghệ sĩ. Một người bạn từng chia sẻ, Đỗ Lễ khi ấy vẫn rất bảnh bao, dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy sức sống. Có thể nói ông là một quý ông thực thụ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một tâm hồn cô đơn, luôn khao khát được sẻ chia. Dù được bao quanh bởi tình cảm của gia đình và bạn bè, nam nhạc sĩ vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Quyết định sang Mỹ định cư của ông có lẽ là một sai lầm lớn. Ông đã không thể thích nghi với cuộc sống mới, nơi văn hóa, ngôn ngữ và con người hoàn toàn khác biệt. Cuộc sống xa quê hương khiến ông không thể hòa nhập đã khiến ông càng thêm trầm cảm. Những tháng ngày cuối đời, ông sống trong một căn phòng trọ nhỏ trên đường Trần Đình Xu. Đây cũng là nơi ông đã chọn kết thúc cuộc đời mình vào năm 1997 để được giải thoát. 2. Phạm Đình Dương. Sinh ra tại Hà Nội năm 1929, tài năng âm nhạc của Phạm Đình Dương đã bắt đầu tỏa sáng từ khi ông mới 18 tuổi. Năm 1951, cả gia đình ông đã chuyển vào Sài Gòn, và tại đây một gia đình nghệ sĩ tài hoa đã hội tụ. Với nhạc sĩ Phạm Đình Dương, Hoài Bắc làm linh hồn cùng với các anh chị em ruột là ca sĩ Hoài Trung, Thái Hằng và Thái Thanh, ban hợp ca Thăng Long đã ra đời từ đây. Tiếng hát của họ đã làm say đắm biết bao trái tim người yêu nhạc, góp phần tô điểm cho nền âm nhạc Việt Nam những năm tháng hào hùng. Cuộc di cư vào Nam năm 1954 đã mở ra một chương mới trong cuộc đời của Phạm Đình Dương và gia đình ông. Phong trà, rạp hát nào có sự hiện diện của họ đều trở nên chật kín khán giả. Và cũng chính trong không khí sôi động của Sài Gòn, Phạm Đình Dương đã gặp gỡ và nên duyên với nữ ca sĩ, diễn viên tài sắc vẹn toàn Khánh Ngọc. Được mệnh danh là ngọn núi lửa của làng giải trí, Khánh Ngọc không chỉ sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, gợi cảm mà còn có giọng hát đầy nội lực. Cặp đôi tài năng này đã trở thành một trong những cặp đôi được hâm mộ nhất của thời kỳ đó. Tuy nhiên, hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Khi đứa con trai đầu lòng vừa tròn 4 tuổi, những tin đồn về mối quan hệ ngoài luồng của Khánh Ngọc bắt đầu râm ran. Phạm Đình Chu ông trong lòng ngập tràn yêu thương đã cố gắng chối bỏ những lời đồn ác ý ấy. Ông tin rằng, trong thế giới hào nhoáng, những lời đồn thất thiệt là điều khó tránh khỏi.
Nhưng sự thật phủ phàng đã phơi bày. Trong một đêm định mệnh, Phạm Đình Chương đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình hẹn hò với Phạm Duy tại một quán ăn ở vùng ven Sài Gòn. Cú sốc quá lớn khiến trái tim ông như vỡ vụn. Tình yêu, niềm tin, tất cả đều tan thành mây khói. Sau nhiều ngày đêm trằn trọc, ông đành gạt nước mắt, chấp nhận sự thật phũ phàng và quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân đầy đau khổ. Tòa án đã chấp thuận đơn ly hôn, giao quyền nuôi con trai cho ông. Từ sau đổ vỡ, cuộc đời Phạm Đình Chương như bước sang một trang đầy nỗi buồn. Nếu như trước kia, ông viết về tình yêu đôi lứa, về quê hương, về cuộc sống tươi đẹp thì giờ đây, những nỗi đau, sự cô đơn, nỗi nhớ nhung về quá khứ đã trở thành phần lớn sáng tác. Các ca khúc như Nửa Hồn Thương Đau, Sớm Đêm, Xuân Tha Hương, Đôi Mắt Người Sơn Tây không chỉ là những tác phẩm âm nhạc mà còn là tiếng lòng của một người đàn ông đang chìm đắm trong nỗi đau mất mát. Những ca từ da diết, giai điệu sâu lắng đã chạm đến trái tim của biết bao người nghe, khiến họ đồng cảm và chia sẻ nỗi buồn với nhạc sĩ. Sau biến cố hôn nhân, nhạc sĩ Phạm Đình Chương cùng người vợ mới đã quyết định sang Mỹ định cư vào năm 1975. Tại xứ sở cờ hoa, ông tìm thấy một bến đỗ bình yên bên người bạn đời mới. Bà đã luôn đồng hành và chăm sóc ông tận tình cho đến những ngày cuối đời tại California. 3. Lê Thương. Nghệ sĩ Lê Thương sinh 1914, là một trong những viên ngọc sáng giá của nền tân nhạc Việt Nam thời tiền chiến. Có tài liệu cho rằng ông mang tên thật là Ngô Đình Hộ. Dù thông tin về cuộc đời ông còn nhiều điều bỏ ngỏ, nhưng theo hồi ký của nhạc sĩ Phạm Duy, Lê Thương từng là một thầy tu trước khi quyết định theo đuổi con đường âm nhạc. Năm 1941, cuộc đời Lê Thương đã thay đổi khi ông quyết định vào Nam. Những ngày đầu đặt chân đến miền đất mới, ông chọn An Hóa, Bến Tre làm nơi dừng chân. 2 năm sau, vào năm 1943, ông chuyển về Sài Gòn bắt đầu một cuộc đời đầy biến động. Cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1945 đưa ông đến Bình Đại, Bến Tre, nhưng rồi lại đưa ông vào vòng lao lý. Được trả tự do vào năm 1948, Lê Thương quay trở lại Sài Gòn. Từ năm 1954 đến 1975, ông cống hiến hết mình cho nền giáo dục miền Nam, giữ chức vụ tại Bộ Quốc gia Giáo dục. Bên cạnh tài năng âm nhạc, Lê Thương còn là một nhà giáo mẫu mực. Ông từng đảm nhận nhiều vị trí giảng dạy khác nhau, từ giáo sư sử địa, pháp ngữ cho đến công chức tại Trung tâm Học liệu. Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn là một trong những học trò của ông. Điều này minh chứng rõ nét cho tài năng sư phạm của nam nhạc sĩ. Lê Thương không chỉ là một nhạc sĩ tài năng mà còn là một người nghệ sĩ có trách nhiệm với xã hội. Ông là một trong những người tiên phong trong việc đưa âm nhạc vào cuộc kháng chiến. Các khúc Lòng Mẹ Việt Nam và Bà Tư Bán Hàng của ông đã chạm đến trái tim người dân, thể hiện tình yêu nước nồng nàn của những người mẹ có con tham gia kháng chiến. Chính vì những ca khúc mang tính cách mạng này mà ông đã bị thực dân Pháp bắt giam tại khám Catinat cùng với các nhạc sĩ Phạm Duy và Trần Văn Trạch vào năm 1951. Khác với số phận trầm bổng tựa như bản nhạc buồn của Phạm Đình Chương và Đỗ Lễ, cuộc sống riêng tư của Lê Thương pha đầy màu sắc và những câu chuyện thú vị. Ông kết hôn với một người phụ nữ học ở Pháp và có tất cả 9 người con. Bên cạnh đó, ông còn có 2 mối tình khác, một cô đào nổi tiếng ở Hà Nội và một phụ nữ tại chợ Vườn Chuối Sài Gòn. Sau năm 1975, ông rút lui khỏi hoạt động văn nghệ. Đến những năm 90, bệnh tật đã lấy đi trí nhớ của Lê Thương và ông qua đời vào ngày 17 tháng 9 năm 1996 tại thành phố Hồ Chí Minh, khép lại một cuộc đời đầy sáng tạo và thăng trầm trước năm 2000. Nếu cũng xót xa về những số phận nghệ sĩ tài hoa bạc phận trên, quý khán giả hãy chia sẻ cảm nghĩ về họ nhé. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị.